Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin mới hay nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, mỹ nhân đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba, xinh đẹp có thừa nhưng bị gắn mắt hồ ly tinh vì yêu bạn trai cũ của Trịnh Sáng. Xinh đẹp nhưng đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba là Cổ Lực Na Trác lại không may mắn như những đồng nghiệp cùng thời. Bằng tuổi với Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử và Châu Đông Vũ nhưng Cổ Lực Na Trác lại không có thành tích cùng độ nổi tiếng giống như họ. Nhìn vào Cổ Lực Na Trác, dân tình thấy cô chính là một đại diện tiêu biểu cho những sao nữ có nhan sắc thiếu tài năng, tuy được công ty chủ quản nâng đỡ nhưng mãi vẫn chẳng thể nổi lên được. Vậy tại sao Cổ Lực Na Trác lại rơi vào tình trạng này? Công ty nâng đỡ nhưng lại không có được tài nguyên tốt. Công ty chủ quản của Cổ Lực Na Trác Đường Nhân Ảnh thì từng rất nổi tiếng khi lăng xê thành công cho Hồ Ca, Lưu Thi Thi và sản xuất ra nhiều bộ phim đình đám như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, phần 1 và 3, bộ Kinh Tâm, Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân. Nhưng những năm gần đây, Đường Nhân đã xuống dốc vì không có được bộ phim nào nổi bật, đồng thời họ cũng không có những chiến dịch quảng bá tốt cho nghệ sĩ dưới trướng. Đường Nhân từng muốn đưa Cổ Lực Na Trác thành Lưu Thi Thi thứ hai. Tuy Đường Nhân nâng đỡ cho Cổ Lực Na Trác và muốn đưa cô thành người kế nhiệm Lưu Thi Thi nhưng lại không thành công. Tài nguyên công ty cho nàng mỹ nữ Tân Cương này đều không tốt, khiến cô không có được những vai diễn ấn tượng ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Ngoài vai diễn tiểu thuyết trong Hiên Viên Kiếm, Thiên Chi Ngân ra thì Cổ Lực Na Trác suốt 10 năm qua chẳng có vai nào khác nổi bật hơn, không nhận được sự quảng bá tốt nhất. Đường Nhân cho Cổ Lực Na Trác tài nguyên phim ảnh nhưng lại chẳng giúp cô quảng bá hình ảnh. Khi Cổ Lực Na Trác xuất hiện tại giải Mama năm 2019, cô đã lên top hot search tại Hàn Quốc vì nhan sắc xinh đẹp, nhưng Đường Nhân lại không nhân cơ hội này mà giúp nữ diễn viên quảng bá sâu hơn. Ngay cả sự việc tình cũ Trương Hàn nói tiếng Anh quá dở tại Mama, công ty cũng ngó lơ khiến cô bị cư dân mạng mỉa mai và chê cười. Cổ Lực Na Trác tại giải Mama 2019. Khi tham gia một số show truyền hình, Cổ Lực Na Trác từng khóc khi kể đến việc bản thân bị bạo lực mạng. Nếu khai thác được sự việc này thì chắc chắn Cổ Lực Na Trác có thể cải thiện được hình ảnh trong mắt công chúng. Nhưng thái độ mặc kệ của công ty chủ quản đã khiến cho nữ diễn viên 28 tuổi này bỏ qua những cơ hội nâng cao danh tiếng. Trong một số show, Cổ Lực Na Trác có nói về việc bị bạo lực mạng nhưng không được khán giả chú ý đến. Nhiễu chuyên tình cảm với Trương Hàn khiến công chúng quay lưng với Cổ Lực Na Trác. Trang Nể Tis đánh giá, chuyện tình với Trương Hàn không đem lợi ích gì cho Cổ Lực Na Trác mà còn khiến cô bị công chúng quay lưng. Khi công khai hẹn hò vào năm 2015, Cổ Lực Na Trác bị tố là tiểu tam chen chân vào cuộc tình của Trương Hàn và Trịnh Sản, khiến cô nhận phải những lời chỉ trích từ dư luận. Cổ Lực Na Trác không thể lên tiếng thanh minh để bảo vệ danh tiếng bản thân. Suốt 3 năm liền cô bị mắng chửi là hồ ly tinh. Cổ Lực Na Trác, Trương Hàn. Không chỉ vậy, hình ảnh thân mật với bạn trai cũ bị lộ ra khiến hình ảnh nữ thần của Cổ Lực Na Trác cũng tan vỡ. Cô bị tố nhiều lần nói dối, giả vờ đáng thương để chiếm được thiện cảm của công chúng khiến hình ảnh xấu đi theo từng ngày. Cổ Lực Na Trác giữ thái độ im lặng, công ty quản lý không lên tiếng lại càng khiến sự việc khó kiểm soát. Cô cũng từng lộ ảnh thân mật với bạn trai cũ. Cổ Lực Na Trác là một trường hợp đáng tiếc trong showbiz Hoa ngữ. Vì cách quản lý sai lầm của công ty cùng định hướng không phù hợp khiến Cổ Lực Na Trác không có cơ hội tỏa sáng như nhiều đồng nghiệp. Ở tuổi 29, Cổ Lực Na Trác vẫn chỉ dừng ở mức không nổi nhưng cũng chẳng chìm, độ hot vừa phải và rất khó để có thể tiến xa hơn.